chương 681, Trần Ngôn Thông này cũng không tử tế gì. Ba người nhóm Lê Văn Vân đi đến, nhìn thoáng qua Trần Ngôn Thông ở cửa rồi đi đến. Trần Ngôn Thông cũng đã nhìn thấy bọn họ, vội vàng nói, đi theo tôi, đi thay quần áo. Ba người liền đi theo anh ta đến một căn phòng ở phía sau quán rượu, ở bên trong cũng có không ít người, đều đang thay đồ, phần lớn đều là người phương Tây, cũng có một vài gương mặt phương Đông. Trong số họ có một người cắt đầu định, nhìn thấy ba người Lê Văn Vân liền cười vui vẻ, nói, ái trà, anh thông, lại kiếm được ba người mới đấy à, cũng được món béo bở đấy nhỉ. Sắc mặt Trần Thông Ngôn hơi thay đổi, sau đó mới chừng mắt nhìn anh ta, hứa lão tam, mẹ nó mày nói ít không ai bảo mày câm đâu. Nói xong, anh ta lại quay ra nói với ba người, các cậu tự tìm quần áo phù hợp đi, sau khi thay xong tôi sẽ sắp xếp công việc cho mấy người. Ba người nghe vậy gật đầu, Trần Ngôn Thông nói xong cũng đi ra ngoài nhóm Lê Văn Vân tìm quần áo thích hợp cho mình rồi bắt đầu thay đồ. Vào lúc này, hứa lão tam ban nãy lại cười còn nói, này ma mới, Trần Ngôn Thông trả mấy cậu bao nhiêu tiền một ngày thế. Lê Văn Vân nhướng mày, nhìn cố bạch, sau đó cười nói, trăm rưỡi một ngày. Audio điện tử võ tấn bền. Thằng cháu trai này ác thế. Hứa lão tam nghe thế liền chửi, quán rượu của chúng ta thường trả phục vụ 200 một ngày, Chẳng qua nhân viên phục vụ thường là do quản lý tìm đến, người do anh ta tìm được nên cũng nhận được một ít hoa hồng. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động. Hôm qua bọn họ còn tưởng Trần Ngôn Thông này là người tốt, cảm động cái chó gì chứ, vứt mẹ cảm động đi. Ba người Lê Văn Vân coi như làm không công cho anh ta, anh ta làm quản lý, ăn được từ ba người bọn họ mỗi người 50 luka, anh ta kiếm được 10 người, mỗi ngày ăn được 500 Luca rồi. Lại thêm tiền lương quản trả cho anh ta nữa. Thu nhập mỗi tháng của anh ta không ít chút nào. Có muốn chuyển xuống dưới trướng tôi không, tôi trả mấy cậu 180. Hứa lão Tam hỏi, bọn tôi vẫn thấy ăn ít một chút là được, chỉ có thằng Trần Ngôn Thông này chơi dơ quá. Lê Văn Vân lắc đầu, thôi hay tạm thời cứ vậy đã, dù sao cũng là anh ta giới thiệu bọn tôi tới đây. Vậy thôi, cũng coi như cậu có nghĩa khí, nhưng về sau nếu không làm được ở chỗ anh ta nữa thì cứ đến chỗ tôi, tôi với anh ta không giống nhau hứa lão tam vỗ vai lê văn vân trong lời như còn có ý khác nói xong liền ra ngoài cố bạch vừa thay quần áo vừa mắng trần ngôn thông này cũng không tử tế gì lê văn vẫn cười nói cũng chẳng sao cứ làm trước rồi tính lát nữa đến lúc đi làm các anh để ý lời của khách một chút xem xem có thể thu được tin tức gì không hai người gật đầu sau khi thay đồ xong bọn họ ra bên ngoài thấy người ra trần ngôn thông nhìn ba người thân hình của ba người bọn họ thì không phải bàn nữa, dù sao cũng là người gác đêm, đều đã qua rèn luyện rồi. Trần Ngôn Thông khá hài lòng, anh ta nói với Lê Văn Vân, các cậu đừng để ý lời hứa lão Tam nói, anh ta còn tệ hơn tôi. Chương 682 thân hình anh trai cũng không tệ nha. Ba cô gái này đều cực kỳ xinh đẹp, đều là khuôn mặt của người phương Tây, ăn mặc cũng khá bạo. Thân hình kia thật sự quá lôi cuốn người đàn ông kia vừa ngồi xuống đã lấy ra một điếu xì gà đồng thời lấy ra một chiếc bật lửa ném cho lê văn vân lê văn vân liền đón lấy chiếc bật lửa anh biết ý người đàn ông kia bảo anh châm lửa cho anh ta lê văn vân chửi thầm một câu trong lòng cả đời anh còn chưa phải châm lửa cho người ta bao giờ nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mở bật lửa châm thuốc cho người kia người đàn ông bình thản nhìn thoáng qua lê văn vân một cái hít một hơi rồi gọi không ít đồ ăn và rượu Lê Văn Vân liền cầm danh sách đến cho quầy ba, bưng hết đồ ăn đến. Người đàn ông này rõ ràng không có ý cho anh tiền tiếp. Ở xung quanh có không ít người đang dõi mắt về phía này. Dù sao cũng có ba cô gái thân hình bốc lửa, quả thật rất thu hút. Nhưng đến khi nhìn đến người đàn ông, ánh mắt bọn họ đều mang theo chút kiêng rẻ và e ngại. Nhìn ra được chắc hẳn người đàn ông này cũng có chút tiếng tăm, hơn nữa còn là người có chút chỗ đứng. Anh này! Vào lúc Lê Văn Vân định bưng đồ lên, đột nhiên một cô gái trong số đó kéo Lê Văn Vân lại, lại hơi dùng sức, kéo Lê Văn Vân ngã ngồi xuống chỗ bên cạnh cô ta. Lê Văn Vân nhìn cô ta, đây là một cô gái nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, thân hình bốc lửa. Cô ta chớp chớp mắt nhìn Lê Văn Vân, tay sờ soảng trên người Lê Văn Vân, nhất là lúc sờ đến eo Lê Văn Vân, mắt cô ta hơi sáng lên. Nói thân hình anh trai cũng không tệ nha Nói xong Cô ta liền cầm một chai rượu lên sau khi mở chai rượu lại thò tay vào túi sách rút ra một sấp tiền, đập tiền lên mặt bàn nói, chai rượu này cạn, số tiền này liền thuộc về anh đó. Thật sao? Lê Văn Vân hỏi. Đương nhiên là thật rồi, cô gái này khá mạnh bạo, ngón tay thon dài gảy gảy dưới cầm Lê Văn Vân như đang trêu đùa anh. Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó cầm lấy chai rượu trên bàn lên tu dưới cái nhìn của cả bốn người. Số độ của chai rượu không cao, đối với Lê Văn Vân mà nói thì gần như trả tính là gì. Ừng ực ừng ực, ực, một chai rượu bị anh một hơi uống cạn, cuối cùng anh dốc ngược chai rượu, ra hiệu mình đã uống hết rồi, sau đó anh cầm một ngàn luca trên bàn lên nói cảm ơn. Hay lắm, cô gái nọ nửa như cười, nửa như không mà nhìn Lê Văn Vân, cũng không nói thêm gì nữa. Đến khi Lê Văn Vân đứng dậy, cô ta cũng không ngăn lại. Lê Văn Vân cất tiền vào túi, đứng ra bên cạnh. Chuyện vừa rồi dường như chỉ là trò mua vui của cô gái kia, cô ta cười xong lại bắt đầu nói chuyện với những người còn lại. Chỉ có ánh mắt lúc có lúc không đáp lên người Lê Văn Vân. Lúc này, Lê Văn Vân cảm nhận được có ai đó vỗ vào vai mình. Anh quay lại nhìn, thấy Trần Ngôn Thông đang nhìn mình, nói cậu qua đây với tôi một chuyến. Chương 683, cậu có đưa không? Ánh mắt Lê Văn Vân sáng rực nhìn anh ta, sau đó liếm môi hỏi, dựa vào đâu? Cậu nghe không hiểu tôi nói gì hà Trần Ngôn thông nhíu mày nói, các cậu là do tôi giới thiệu đến đây làm, cậu tưởng giả dạ sắc này dễ vào lắm sao? Cậu cũng nhìn thấy mấy người lại tuấn rồi chứ, bọn họ vất vả cả tháng trời mới kiếm được 3.000 Luca, nhưng chỗ này là giả dạ sắc, chưa kể tiền tiếp, chỉ lương cơ bản thôi đã 4.500 Luca rồi. Nếu không có tội các cậu vào được chắc. Nói đến đây, anh ta ngừng lại chút rồi nói tiếp, vậy nên tiền tiếp tối ăn một nửa, hiểu chưa? đưa tôi 500 nhanh lên. Khó lắm à, vừa rồi hứa lão tam bảo tôi qua bên anh ta làm, anh ta trả tôi 180 một ngày kia. Lê Văn Vân nhìn Trần Ngôn Thông nói. Trần Ngôn Thông nhíu mày, dường như anh ta hơi mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Lê Văn Vân nói cậu có đưa không? Lê Văn Vân nhún vai, cười hì hì đáp đương nhiên không đưa rồi. Tôi cũng chẳng phải não tàn, mẹ nó hôm qua tôi còn tưởng anh là người tốt, có ý giới thiệu công việc cho bọn tôi giờ đã biết anh là cái loại chó chết, kiếm chúng tôi đến để dâng tiền cho anh. Một người anh ăn một phần tư, bây giờ tiền tiếp cũng đòi một nửa, mẹ nó anh ít ác quá. Nhóc con, tôi biết cậu mới đến thành phố tội ác, là người mới, cậu còn chưa hiểu chỗ này, thế nên tốt nhất nói chuyện với tôi cho cẩn thận vào, cũng biết điều một chút, đưa cho tôi 500 nhanh lên, nếu không ngày mai cậu cũng không cần đi làm nữa. Trần Ngôn Thông nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhún vai, lười quan tâm thằng cháu này, cứ thế quay người trở về vị trí của mình. Căn bản anh cũng không để ý công việc này, hơn nữa nếu Trần Ngôn Thông không để anh làm nữa, anh còn có hứa lão tam cơ mà. Thấy Lê Văn Vân không quan tâm mình, sắc mặt Trần Ngôn Thông lập tức sầm xì. Anh ta nhìn theo bóng lưng Lê Văn Vân, trên mặt lạnh bằng. Lê Văn Vân trở lại khu vực mình phụ trách, muốn thử xem có nghe được tin tức gì từ những vị khách này không. Trong quá trình đó anh cũng biết được lai lịch của bốn người này. Người đàn ông tên là Ivan, cô gái chủ động cho Lê Văn Vân tiền tiếp là Elena, hai người ở phía đông cũng coi như có chút thể lực. Từ hành động giơ tay nhấc chân của bọn họ, Lê Văn Vân có thể nhìn ra bọn họ. Bậc đỉnh cấp, cao thủ đỉnh cấp ở thành phố tội ác, chưa nói đến đứng đầu không nhưng điều cơ bản nhất chắc chắn là sống rất tốt. Mà những cao thủ đỉnh cấp top đầu sống ở thành phố tội ác này càng thuận lợi như cá gặp nước. Từ lời nói của bọn họ có thể thấy được, mấy người này chắc hẳn là nhân vật yêu ẩn trọng thuộc một thế lực nào đó ở khu phía đông. Tuy nhiên bọn họ không nói nhiều về những chuyện của khu đông mà dường như chỉ đơn thuần đến mua vui mà thôi. Cùng với tiếng nhạc, bọn họ vừa nhún nhảy cơ thể vừa uống rượu. Elena còn là một cô gái cực kỳ cởi mở, thỉnh thoảng lại đùa Lê Văn Vân đối cầu. Lúc sau, hai bàn còn lại cũng có khách đến. Rõ ràng là bọn họ không phóng khoáng như bên. Elena không cho Lê Văn Vân tiền tiếp, đương nhiên là Lê Văn Vân cũng không bắt ép gì. chương 684 đa số mọi người đều biết điểm dừng. Lê Văn Vân liền quay lại hỏi, xin hỏi có thể giúp gì cho cô không? Có vẻ như cô cũng đã uống khá nhiều, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt như tơ mềm. Cô ta dùng ánh mắt mang theo chút mị hoặc nhìn Lê Văn Vân, lại rút ra khỏi túi một sấp tiền đập lên mặt bàn, sau đó cười híp mắt hỏi anh còn dám uống hết chai rượu này không? Uống xong chỗ tiền tiếp này đều là của anh. Lê Văn Vân nhìn qua chai rượu, chai này đã bị uống một nửa, nhưng vẫn chưa uống hết, còn lại một nửa. Một chai Hennessy XO, khoảng tầm 40 độ. Sao, không dám rồi à? Elena hỏi. Đâu có, tôi chỉ đang nhìn tiền tiếp của cô là bao nhiêu thôi. Lê Văn Vân nói. Elena mỉm cười, xòe tiền ra nói, lần này, 2.000 luôn. Lê Văn Vân mỉm cười, cầm chai rượu lên, không nói nhiều lời uống luôn. Bốp bốp bốp, Elena thấy lê văn vân thẳng tay nốc cạn không nhịn được vỗ tay khen quyết đoán lắm đến khi lê văn vân uống xong nấc một ngụm rượu Elena liền cầm tiền đi đến trước mặt lê văn vân thân thể không vững suýt nữa nhào lên người lê văn vân cô ta ghé người đến bên cạnh lê văn vân nhét tiền trong tay vào túi áo lê văn vân lê văn vân có thể cảm nhận được cảm xúc từ trên ngực truyền đến anh trai nhỏ này tôi thích anh rồi đấy lần sau lại đến chơi với anh nha Nói xong, nhân lúc Lê Văn Vân không chú ý, cô ta lại chủ động hồn một cái lên mặt Lê Văn Vân. Ha ha ha, Evan cười lớn, nói cậu nhóc này là người thẳng thắn nhất trong quán, đúng là không tồi. Bọn họ vừa nói, vừa đi ra ngoài. Lê Văn Vân sờ mặt mình, trong lòng thầm chửi, bà mẹ nó, hôn ông đây một cái mà chỉ hai nghìn hả. Trong lúc anh đang suy nghĩ, Trần Môn Thông ở bên cạnh thấy túi tiền của Lê Văn Vân lại phồng lên, sắc mặt càng thêm khó coi anh ta hừ lạnh một tiếng, phòng ánh mắt đến chỗ không xa. Ở chỗ cách đó không xa, có một nhóm nam nữ đang ngồi cùng nhau. Mà trong đó, cố bạch mặc đồ nhân viên phục vụ đã hòa vào một nhóm với đám con gái. Phụ nữ ở đây cởi mở phóng khoáng, vừa đúng gu cổ bạch, anh ta như thể biến thành khách đến chơi, vừa ôm một cô gái, vừa lớn tiếng chơi quẩn tù xì. Mấy cô gái này có lẽ không hào phóng bằng Elena, nhưng Lê Văn Vân biết tiên tiếp của cố bạch cũng không phải là ít bên phía lý thu cũng không khác gì so với những nhân viên khác dần dần anh cũng cảm giác được có chỗ không giống lê văn vân phát hiện ra ba người khác với những nhân viên khác nhân viên phục vụ ở đây đa phần đều là người tầng chót của xã hội thu nhập không quá cao mà những người đến đây vui chơi đều là những người có tiền có thể bọn họ không dám động vào thậm chí nói chuyện cũng ấp a ấp úm nhưng ba người bọn họ lại khác trước mặt những người này bọn họ không kiêu ngạo không tự ti thậm chí còn khá chủ động thế mà lại hợp khẩu vị khách ở đây. Sắc mặt Trần Ngôn Thông hơi thay đổi, cười khẩy nói, ba người mới này rõ ràng là không biết nguyên tắc sinh tồn và sự khủng bố của thành phố tội ác nên mới dám làm như thế này. Rồi chờ xem, tôi sẽ cho các cậu biết thế nào là sự thảm khốc của thành phố tội ác. Thời gian chậm chậm trôi qua, dần dần khách trong quán ba cũng ít dần. Đến khoảng 1-2 giờ sáng, mọi người gần như đã về hết 7-8 phần. Người đến đây uống rượu chơi bời cũng đều không uống say túy lúy uống say chính là cho kẻ địch cơ hội, đây là chỗ anh chết tôi sống. chương 685, chờ lát nữa anh sẽ biết. Ui đệt, mẹ nó sao anh được nhiều thế? Cố bạch trợn to mắt nhìn Lê Văn Vân nói, chắc không phải anh đi bán mông đấy chứ. Cút, Lê Văn Vân không nhịn được suốt cho anh ta phát, gặp được một cô gái hào phóng. Chật chật, nhìn có vẻ như muốn bao nuôi anh thế. Cố bạch ngưỡng mộ nói, lão đại, nếu không thì anh giới thiệu em cho cô ấy đi, dạ dày em cũng không tốt lắm bác sĩ bảo em không nên ăn cứng quá chỉ được ăn cơm mềm thôi ba người các cậu qua đây một lát vào lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh họ lê văn vân nhìn theo phía âm thanh phát hiện trần ngôn thông đã đứng ở đằng sau đang vẫy tay với đám lê văn vân cố bạch gật đầu ba người đi qua bên đó sau khi đi theo trần ngôn thông làm việc cố bạch vẫn chưa biết chuyện giữa lê văn vân và trần ngôn thông mặt mũi anh ta vui vẻ nói anh thông công việc của anh cũng được ghê, một tối tôi đã được hơn 900 tiền tiếp, nếu ngày nào cũng được vậy thì tốt ha. Thêm tiền lương nữa, mỗi tháng chúng ta phải được đến 3 vạn Luca, cũng coi như là dân có thu nhập cao ở chỗ này nhi. Anh ta còn bày ra vẻ đắc chí nữa chứ. Lý Thu là tay bắn tỉa, năng lực quan sát của anh ta cực kỳ tinh tường, thấy ý cười nơi khóe môi Lê Văn Vân, Lý Thu liền đi đến bên cạnh Lê Văn Vân hỏi có chuyện gì rồi hả? À? Lê Văn Vân cười nhẹ, chờ lát nữa anh sẽ biết. Bọn họ được Trần Ngôn Thông dẫn tới một con ngõ nhỏ phía sau quán ba, vừa mới đến gần, ý cười trên mặt cổ bạch đã biến mất. Anh ta phát hiện ra trong ngõ có mười mấy người đứng sẵn, mà mấy người này đều mặc quần áo nhân viên phục vụ quán ba. Quy mô của quán ba này cũng lớn, nhân viên phục vụ bên trong cũng phải đến chục người. Bọn họ đứng dựa vào tường hút thuốc, nhìn thấy Trần Ngôn Thông đi đến liền ném điếu thuốc xuống đất, cực kỳ cung kính chào anh thông mặt trần ngôn thông lộ ra vẻ đắc ý anh ta nhìn nhóm lê văn vân nói bọn họ và ba người các cậu đều giống nhau đều là người làm dưới trướng tôi bây giờ tính tiền lương ngày hôm nay cho các cậu nói đến đây anh ta nói lớn trước tiên các cậu giao tiền tiếp ngày hôm nay ra đây mười mấy người kia cực kỳ chủ động giao hết toàn bộ tiền tiếp cho trần ngôn thông hơn nữa trong lúc đó còn sờ trên người đối phương dường như đang kiểm tra xem người kia có giấu tiền riêng hay không Audio điện tử Võ tấn bền chương 686 đừng đánh chết người nói xong anh ta liền quay người định đi anh ta là ai là cố bạch là người gác đêm số 15 đường đường là người của tiểu đội 11762 làm sao nuốt trôi được cục tức này vào lúc anh ta quay người lại mấy người nọ lập tức chặn đường anh ta cố bạch lạnh mặt lúc này Lý Thu Vỗ vai anh ta ra hiệu bảo anh ta đừng nóng lòng sau đó hít mắt cười nói với đám người, anh ta kéo bọn tôi đến đây làm, lấy 50 luka tiền lương của mỗi người thì cũng thôi, mọi người đều nhịn, coi như là trả phí đi. Nhưng tiền tiếp vốn dĩ là khách cho chúng ta, sao các anh phải nộp một nửa cho anh ta? Kiếm chút tiền đâu có dễ dàng gì, nhận được chút tiền tiếp tự mình giữ dùng không vui à? Cậu nhóc, cũng có chút đầu óc đấy, nhưng đừng mong lay động được bọn họ. Nếu tôi không có chút thủ đoạn thì làm ăn kiểu gì? Trần Ngôn Thông đứng bên ngoài đám người, cười nhạo một tiếng, nói: "Mấy đứa này mới đến thành phố tội ác, chưa biết quy tắc ở bên này. Hôm nay dạy dỗ bọn họ một chút. À đúng rồi, đừng đánh vào mặt, ngày mai bọn họ vẫn còn phải đi làm nữa đấy." Ở thành phố này ra tay đánh người cũng không phải chuyện gì xa lạ. Trần Ngôn Thông vừa dứt lời, trên mặt mấy người đã lộ ra nụ cười âm hiểm, áp sát về phía nhóm Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bình tĩnh hít một hơi, sau đó bỗng lên tiếng đừng đánh chết người đã rõ cố bạch cười khẩy anh ta đã không nhịn được từ lâu rồi toàn thân anh ta lao lên phía trước lý thu ở lại phía sau lê văn vân bảo vệ anh trần ngôn thông vẫn chưa kịp phản ứng lại anh ta đã nhìn thấy một bàn tay chụp về phía đầu mình hả anh ta vẫn chưa phản ứng lại cố bạch đã tóm được gáy anh ta sau đó trần ngôn thông chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn ập đến anh ta không có một chút sức chống cự nào, đầu bị cố bạch liệng thẳng vào chỗ bức tường cách đó không xa. Dầm! a, à. Tiếng va đập và tiếng la thất thanh đồng thời vang lên, những người đang bao vây Lê Văn Vân vội vàng quay đầu lại nhìn. Ở dưới đất, tiền tiếp tán loạn lung tung, còn Trần Ngôn Thông đang ôm mặt vừa lăn lộn dưới đất. Mọi người đều nhìn thấy, trên mặt anh ta máu mũi đã bè bét, mũi cũng bị đánh gãy rồi, nhìn là biết bị đập không nhẹ gì cho cam. Chương 687 nhưng điều kiện tiên quyết là phải thông minh. Lúc bấy giờ Lý Thu cảm nhận được da gà da vịt như nổi hết lên, anh ta nuốt nước miếng. Đợi đến khi anh ta lấy lại tinh thần đã thấy Lê Văn Vân nhặt 450 Luca lên khỏi đất, nói, "Đây là tiền lương cơ bản của bọn tôi." Trần Ngôn Thông không dám nói nữa, anh ta hơi sợ những lời vừa rồi của Lê. Văn Vân. Còn Lê Văn Vân sau khi lấy được tiền cũng không để ý bọn họ nữa đi thẳng về căn phòng phía quán ba để thay đồ. Lúc này trong phòng thay đồ không có ai, hầu hết mọi người đều đã thay quần áo xong và đã đi khỏi đó. Sau khi ba người Lê Văn Vân trở về phòng, tìm thấy quần áo của mình, đang thay đồ thì cố bạch mắng mỏ nói, thằng khốn này không phải người mà, tự nhiên đòi lấy một nửa tiền bâu ơ, con mẹ nó chứ, thế mà mấy tên ngốc này cũng nhẫn nhịn được. Lý Thu cười nói, không phải ai cũng giống chúng ta, thật ra cũng giống như chú lại, họ có thể làm việc trong quán ba này với mức lương bốn ngàn rưỡi, cộng với tiền bâu ơ sẽ là năm sáu ngàn là họ đã thỏa mãn rồi, cũng cảm thấy như được ban ơn vậy. Hơn nữa có lẽ sau lưng Trần Ngôn Thông có thể lực chống lưng, bọn họ không dám đắc tội đâu. Lê Văn Vân gật đầu, đương nhiên anh không nghĩ xuất thân của Trần Ngôn Thông lại lớn như vậy, nếu thế thì anh ta đã không đến làm quản lý ở quán ba này. Ở thành phố tội ác, có bao nhiêu năng lực thì ăn được bấy nhiêu tiền, mà cái gọi là năng lực chính là thực lực của chính bản thân. Đình cấp, ở thành phố tội ác có thể giống như cá gặp nước, thậm chí có thể tốt hơn bên ngoài, bởi vì ở đây có rất nhiều thứ khi ở bên ngoài không được tận hưởng. Cao cấp, ở thành phố tội ác có thể sống tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thông minh. Hầu hết những người cao cấp ở ngoài thành phố bình thường đều là thế hệ giàu có thứ hai hoặc thường kiêu ngạo ương ngạnh, khi đến thành phố tội ác họ không cẩn thận đắc tội với ai đó, có thể sẽ bị chơi đến chết mới thôi. Đây cũng là lý do mà trước kia Phùng Vĩ nghe Lê Văn Vân nói sẽ đưa Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đến thành phố tội ác lại vô cùng sợ hãi. Bình thường Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đã quen diễu võ dương oai, tới thành phố tội ác mà vẫn giữ kiểu cách như vậy thì khả năng họ muốn sống sót là rất khó. Về phần dưới cấp cao trở xuống ngoài được đỉnh cấp bao bọc sống sung túc ra, còn lại đa phần giống như xúc vật hoặc giống như bọn lại tuấn, sống bên cạnh rìa thành phố và bôn ba vì mưu sinh. Khương tôi không quan tâm anh ta là ai, lần sau còn đến đây gây rối thì ông đây sẽ chém một nhát dao cho chết. Cố Bạch Hùng hổ nói. Lê Văn Vân mỉm cười, sau khi thay quần áo, họ đi ra ngoài, nhìn xung quanh và phát hiện ra lại Tuấn đang đậu xe ở bên đường cách đó khoảng 200 mét. Ở gần quán ba này có rất nhiều xe sang, nếu ông ta đậu quá gần, có thể bị đuổi đi ngay lập tức. chương 688, thu hoạch cũng không tệ. Ừ, lê văn vân cười nói ngày mai chúng ta sẽ đi mua một ít thịt về từ nay về sau mỗi ngày chúng ta sẽ ăn thịt cô nhóc vẫn còn nhỏ không có dinh dưỡng không được đâu yên tâm đi không cần phải chia đều số tiền này lại tuấn im lặng ông ta lặng lẽ lái xe sau đó thở dài nói coi như số mệnh vậy nhưng các cấu kiếm được tiền cũng rất tốt cố bạch cười khà khà nói vẫn phải cảm ơn chú lại đã giới thiệu nếu không chúng cháu đã không kiếm được số tiền này trong lòng lại Tuấn vừa cảm thấy ghen tị vừa xúc động. Khi về đến nhà đã là khoảng 3 giờ 30 phút sáng, Lê Văn Vân nói với lại Tuấn, "Chú lại, cảm ơn chú, mau tranh thủ ngủ đi." Lại Tuấn gật đầu, suốt dọc đường không nói một lời, tâm trạng quá phức tạp. "Cũng được, các cậu cũng bận cả đêm rồi, mau tắm rửa đi nghỉ ngơi sớm đi." Lại Tuấn nhìn đám người Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Đúng rồi chú lại." gần đây có nơi nào bán đồ dùng trong nhà không? Chẳng phải chúng ta đã kiếm được. Một ít tiền à, cháu định ngày mai kêu bác sĩ Phạm đi mua vài vật dụng trong nhà. NC, lại tuấn cao mày, sau đó nói cô nhược tuyết trông rất đẹp, ở nơi này đừng nên để cô ấy suốt đầu lộ diện. Nơi này phức tạp, một cô gái đẹp rất dễ bị người ta để ý và bị lừa. Lý Thu gật đầu nói, được, vậy ngày mai chúng cháu sẽ tự mình đi mua sau đó lại tuấn gật đầu nói từ đây đi qua ba con phố nữa là một nơi tương đối sầm uất ở khu đông ở đó có rất nhiều người bán nhiều đồ vật này nọ các cậu nhớ kỹ đừng cãi nhau với người ta nếu thấy giá cao quá thì đổi qua nhà khác là được đừng chọc vào chủ quán họ có thể mở một cửa tiệm đều là những người có thân phận đấy có thể thấy lại tuấn sống rất cẩn thận dè dặt ở thành phố này cảm ơn chú lại lê văn vân nói vậy thì tôi đi ngủ đây tôi hơi mệt lại tuấn nói Nói xong ông ta đi về phía phòng ngủ, Cố Bạch thở dài nói, "Này, hình như chú lại bị kích thích, đoán chừng buổi tối cũng không ngủ được." Lý Thu đá anh ta một đá rồi nói, "Còn không phải tải tên chó nhiều chuyện này hả, tự nhiên nói ra thu nhập của chúng ta tối nay chi vậy?" Cổ Bạch bĩu môi, "Tôi chỉ muốn chia sẻ thôi mà, muốn để chú ấy thấy khả năng kinh tế của chúng ta cũng sẽ vui vẻ hơn." Chủ lại là người sống rất cẩn thận dè dặt, không thèm tiền trong túi người khác, đó cũng không phải là tiền của chính mình. Lê Văn Vân nói, có thể chú ấy không vui nhưng gì chú sẽ vui đấy. Ai thèm quan tâm ông ta chứ, chúng ta kiếm được nhiều cũng có thể cho họ sống khá giả mà. Cố Bạch cười nói, tắm rửa, nghỉ ngơi đi, ba người cũng lười đun nước nóng, liền đi tắm nước lạnh, thay quần áo rồi lên tầng 2. Phạm Nhược Tuyết và Trương Văn Hà đang ngồi, nhìn thấy ba người Lê Văn Vân về bèn hỏi, công việc thế nào rồi? Lê Văn Vân thật thà đưa hết tiền cho Phạm Nhược Tuyết và nói, thu hoạch cũng không tệ. Chương 689 chúng tôi không thể chuyển những thứ này. Thành phố tội ác được chia theo hướng và tổng cộng được chia thành 4 khu vực, nhưng trong 4 khu vực, người dân càng ở gần rìa thành phố, hoàn cảnh sống của họ càng tệ và họ càng đi bộ về phía trung tâm thì càng tốt. Ở khu đông cũng như vậy, giống như nơi mà đám người lại tuấn sống đều là nhà ngói bình thường chứ chẳng trang hoàng lộng lẫy gì. Tới trung tâm thành phố, cơ sở hạ tầng sẽ tốt hơn rất nhiều, có trường học và những thứ tương tự tất nhiên là số lượng trường học rất ít, toàn bộ khu đông chỉ có một ngôi trường, hơn nữa học phí khá đắt tiền. Mà trường học đều do Hot kiểm soát. Từ chỗ lại Tuấn đi qua ba con phố, tên là Phổ Tiện Lợi, con phố này có rất nhiều cửa hàng, bán đủ thứ, đồ dùng gia đình, thậm chí còn có một vài siêu thị. Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà dẫn theo Liễu Ngọc chậm rãi đi tới con phố này. Thời gian còn rất sớm, nhưng đã có rất nhiều người đi trên con phố khoảng một hai ngày nay Liễu Ngọc cũng hoàn toàn hiểu rõ nơi này là gì, cô ấy vẫn còn hơi sợ hãi, cứ nắm tay Phạm Nhược Tuyết và cẩn thận nhìn xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy vài điều thú vị thì một nụ cười đã mất từ lâu trên khuôn mặt của cô ấy lại hiện ra. Tất nhiên, những người đẹp hàng đầu như Phạm Nhược Tuyết, cộng thêm cô con gái rượu như Liễu Ngọc, có vẻ đẹp tựa tiên nữ sánh bước bên nhau thì đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là rất nhiều nam giới. Phạm Nhược Tuyết và Trương Văn Hà cảm nhận được điều này, nhưng họ không quá chú ý đến mà cứ thế loanh quanh trong một số cửa hàng. Họ bước vào một cửa hàng bán quần áo và bước ra ngoài với một vài bộ đồ. Sau đó lại bước vào một cửa hàng nhu yếu phẩm. Họ mua rất nhiều thứ như chăn, nệm, khăn, tủ, máy lạnh, tủ lạnh, máy nước nóng. Hơn nữa giá cả nơi này khá cao, bên ngoài Phạm Nhược Tuyết cũng là người rất giàu có, có thẻ ngân hàng thế giới, cũng chưa từng có thói quen trả giá. Chẳng bao lâu, cô đã chi hơn 2 vạn, hơn nữa còn mua hai cái máy điều hòa nhiệt độ. Tiền hình như không đủ, Phạm Nhược Tuyết tính toán rồi nhíu mày nói. Trương Văn Hà ở bên cạnh suy nghĩ một lát, nhìn quanh rồi nói nhỏ, hay là chúng ta tìm một tên trùm nho nhỏ, đánh một trận rồi cướp lấy tiền về. Là một chiến binh thực hiện nhiệm vụ bên ngoài quanh năm, cũng từng là người gác đêm đã ở lại thành phố tội ác một thời gian cộng với việc cô ấy đã lăn lộn giang hồ với đám Lê Văn Vân vài năm sau khi gia nhập người gác đêm nên Trương Văn Hà cũng giống như một tên thổ phỉ. Phạm Nhược Tuyết suy nghĩ nghiêm túc, sau đó lắc đầu, Lê Văn Vân nói trước khi anh ấy khôi phục chân khí thì chúng ta cố gắng đừng quá hoanh hoang, chờ anh ấy khôi phục chân khí rồi cô hãy đi cướp. Trương Văn Hà gật đầu và nói cũng có lý, trước đây lão đại đã đắc tội với rất nhiều người ở thành phố tội ác, nếu thân phận của anh ấy bị lộ thì quả thật sẽ bị trả thù chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút, để họ kiếm thêm tiền hãy mua vậy. Sau khi nói xong, Phạm Nhược Tuyết bước tới trước mặt chủ cửa hàng, nói có thể giao hàng đến tận nhà không? Chúng tôi không thể chuyển những thứ này. chương 690, anh hãy mau hồi phục đi. Mấy cô gái xinh đẹp lại đi khắp thành phố gây sự chú ý, hơn nữa quần áo họ mặc đều là quần áo ở bên ngoài, rất dễ bị nghĩ rằng họ là những người vừa đến thành phố tội ác. Mua sắm xong cũng đã 11 giờ trưa. Đi thôi, chúng ta về đi." Phạm Nhược Tuyết cười nói. Dường như tâm trạng của Liễu Ngọc tốt hơn rất nhiều bởi vì đã mua một đống đồ, nụ cười trên mặt cũng dần dần tươi lên. Phạm Nhược Tuyết thở phào khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy như vậy, sau đó cả ba cô gái xếp hàng dọc đi bộ về nhà. Qua ba con phố là đến nơi họ ở, không xa lắm, chắc chỉ 10 phút đi bộ. Khi đi qua ngã tư của con phố thứ hai, họ đã bị người ta chặn đường phía trước có hơn 10 người cầm vũ khí, một người đứng ở phía trước nhất, anh ta trông rất cường tráng, nhìn thấy đám người phạm nhược tuyết bước tới thì nhe răng cười nói, người đẹp, lão đại của chúng tôi mời các cổ đến nhà ông ấy làm khách. Phạm nhược tuyết lạnh lùng, cô lướt nhìn những người này và cũng không có ý định để ý tới. Họ, cô đi bước vòng qua họ, định rời đi, nhưng lại bị mấy người kia cười hắc hắc rồi tiếp tục chặn đường đi, người nọ nói, người đẹp, mới tới thành phố này à đi theo lão đại của chúng tôi, làm tình nhân của ông ấy, sẽ đảm bảo cho cô một cuộc sống sung sướng. Nghe thấy hai từ tình nhân, ánh mắt của Phạm Nhược Tuyết đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lúc này ba người Lê Văn Vân đã dậy, đánh răng rửa mặt qua loa, Lý Thu đi ra ngoài một lát, sau đó trở về phòng lắc đầu nói, sự tử nhỏ vẫn chưa có tin tức gì, có lẽ vẫn chưa được tìm thấy vị trí của Doãn Thị Đan. Nếu Doãn Thị Đan dám động đến Liễu Ngọc, phòng trừng đem cũng đã nói cho cô ta biết thân phận của tôi, cho nên nhất định đã biết tôi sẽ tới đây, trốn cũng là chuyện bình thường. Lê Văn Vân cười nhạt, nhưng cũng đừng sốt ruột, xem cô ta có thể trốn được bao lâu. Chờ chân khí của tôi hoàn toàn bình phục, tôi sẽ đi tìm Hot Seas bảo anh ta tìm bằng được người lôi ra, nếu không tôi sẽ phá đổ nhà của anh ta. Anh hãy mau hồi phục đi, cổ bạch nói, hiện tại tôi cảm thấy không hề thoải mái gì hết. Tôi, chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt như vậy để kiếm tiền, tôi phải đến quán ba phục vụ người ta, tôi khóc rồi đấy. Lê Văn Vân nhếch miệng cười nói, tôi thấy hôm qua anh cực kỳ hưởng thụ mà. ầm ầm ầm, ngay khi bọn họ đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng có tiếng xe. Chắc là đám người chủ lại đã về, Lê Văn Vân nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 691 chúng tôi không cần cái này đâu. Cùng lúc đó, cách đây không xa, ba người Phạm Nhược Tuyết trở lại với túi lớn túi nhỏ trên tay. Lê Văn Vân khẽ cao mày khi nhìn thấy dáng vẻ của cô và Trương Vãn Hà, họ. Hình như vừa đánh nhau với người ta. Phạm Nhược Tuyết vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đó, vừa vào đến cửa liền chào hỏi đảm người lại Tuấn, sau đó thanh toán tiền rồi nói, lắp ráp hết điều hòa và bình nóng lạnh đi, chuyển hết nệm lên tầng 2, còn điều hòa thì lắp một cái ở tầng 2 và một cái thì lắp ở tầng 1, phòng này. Cô chỉ huy đâu ra đấy, Trung quanh có không ít hàng xóm nhìn qua, trong mắt đều là sự đố kỵ, phức tạp. Có người lại tỏ vẻ mặt không tốt, có người la lên: Ôi, lão lại, dạo này phát tài à? Lão lại, lần này nhặt được báu vật à? Mua cho ông nhiều thứ tốt thế. Gia đình ba người của Lại Tuấn bước vào phòng, Lại Tuấn lấy ra một điếu thuốc và bắt đầu hút, lông mày nhíu lại. Ở nơi này, một người nghèo không đủ tư cách mua những thứ này, một là không có khả năng mua hay là sau khi mua xong rất dễ trở thành mục tiêu, thậm chí có thể bị cướp mất nhà. Những lời nói của những người xung quanh dường như không phải là lời chúc mừng, mà giống như một lời chế giễu và ghen tị, khiến ông ta không khỏi lo lắng. Đồng thời ông ta cũng tự mình tính toán đơn giản, những thứ mà Phạm Nhược Tuyết mua ít nhất cũng phải 2 3 vạn, không biết đám người Lê Văn Vân lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng không muốn đụng vào mấy chuyện kỳ lạ khó hiểu. Đúng lúc này Phạm Nhược Tuyết bước vào, ba cô gái đặt một ít thịt và rau đã mua lên bàn, nói với Chu Linh, Di Chu, hãy làm những món ăn này. Tôi phải chỉ đạo họ lắp điều hòa nhiệt. Đô. Chu Linh là người nhiệt tình, bà ta vội nói, không sao, không sao. Không ngờ các cô lại mua nhiều đồ như vậy. Phạm Nhược Tuyết mỉm cười, có hướng dẫn một người lắp máy điều hòa nhiệt độ ở phòng này. Cô chỉ vào phòng ngủ của Chu Linh. Chu Linh và Lại Tuấn đều sướng sờ trong giây lát. Chu Linh vội nói, không được đâu, mọi người cứ lắp trên tầng 2 là được. Chúng tôi không cần cái này đâu, đã quen rồi. Phạm Nhược Tuyết cười nói, Di Chu, cứ thoải mái đi. Lại Tuấn Cao mày hỏi, bác sĩ Phạm, hôm qua Lê Văn Vân mới kiếm được hơn 4 ngàn, mọi người lấy đâu ra tiền để mua những thứ này vậy? Đương nhiên Phạm Nhược Tuyết đã suy nghĩ tới việc ông ta sẽ hỏi, cô nhỏ giọng nói, chúng tôi lấy từ bên ngoài vào một ít đồ trang sức, sau đó bạn đi lấy tiền mọi người cứ an tâm hưởng thụ đi, sau này mỗi bữa đều sẽ có thịt, cô nhóc còn đang phát triển, vẫn cần phải bổ sung chất dinh dưỡng mới được. chương 692 không nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, Phạm Nhược Tuyết nói xong lại hướng dẫn bọn họ bắt đầu làm việc trở lại. Lê Văn Vân bước đến bên cạnh Phạm Nhược Tuyết, hỏi, ra tay với người ta à? Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, mấy tên độc thủ hội đó định trêu chọc em, em đã đâm chúng vài kim nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thân thể Lê Văn Vân run lên, người như Phạm Nhược Tuyết luôn có thể tìm được nơi rất đau đớn nhưng lại không chết được. Trong lòng anh thầm cầu nguyện cho những người đó rồi lui ra một bên, không quan tâm lắm đến chuyện này. Trước khi anh khôi phục chân khí cần phải khiêm tốn một chút, nhưng cũng không có nghĩa là họ thật sự sợ những chuyện phiền phức. Hiện tại bọn họ có bốn người có thể ra tay, bốn người này đủ để ứng phó với đại đa số trường hợp. Chỉ cần không phải là lão đại chân chính của thành phố tội ác thì bọn họ không sợ và ngay cả khi các lão đại ra mặt, Lê Văn Vân cũng có cách riêng của mình. Điều hòa, bình nóng lạnh, được lắp hơn một tiếng đồng hồ, khi lắp xong đã gần trưa, cơm canh cũng đã chuẩn bị xong. Bởi vì Phạm Nhược Tuyết mua rất nhiều thịt và gạo, bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất mà đám người Lê Văn Vân được ăn ở thành phố này. Tất nhiên, dù sao thì kỹ năng nấu nướng của Chu Linh cũng ở mức trung bình, đối với họ, chỉ cần có thể ăn đủ no là đã rất ngon rồi, cố gắng đừng nghĩ đến hương vị cũng được. Cô bé rất vui, cứ ôm cuốn sách mà Phạm Nhược Tuyết mua cho ở bên cạnh xem, tuy không hiểu nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy vẫn tràn đầy hứng khởi. Đến chiều, hai vợ chồng tiếp tục đi làm. Vào buổi tối, khi đám người Lê Văn Vân ra ngoài làm việc ở quán bar, Phạm Nhược Tuyết bỗng kéo Lê Văn Vân lại và nói, nếu mọi người không muốn xảy ra xung đột với những người đến thu phí bảo vệ vào ngày mai thì tốt hơn hết là tối nay kiếm được nhiều tiền vào, giờ em chỉ có 100 trong tay thôi. Lê Văn Vân chẳng biết làm sao nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Tất nhiên, kế hoạch của Lê Văn Vân là trả cái gọi là phí bảo vệ trước, sau đó để cố bạch tìm cách lấy lại. 7 giờ tối, bọn họ đúng giờ xuất hiện ở cửa quán ba. Ở lối vào của quán ba, Trần Ngôn Thông vẫn ở đó, nhưng trên mặt đã bị quấn rất nhiều băng. Đúng lúc hứa lão tam đi ngang qua, nhìn thấy anh ta và nói, ôi chao, tôi đã nói thằng nhóc này quá đen đủi rồi, bị người ta đánh chứ gì. Trần Ngôn Thông cười nhạt, tối hôm qua tôi uống quá nhiều nên bị ngã, không phải việc của anh. Hứa Lão Tam cũng không tức giận, vỗ vỗ vai Trần Ngôn Thông, sau đó nhìn thấy đám người Lê Văn Vân thì hỏi, ô, ba người mới lại đến nữa à, thế nào, có muốn đến chỗ tôi làm không? Tôi chỉ lấy 20 tệ, còn tiền bơ ơ này nọ sẽ không trừ vào đâu. Lê Văn Vân ngạc nhiên, hứa Lão Tam này trưởng nghĩa đến thế à? Trần Ngôn Thông cười khẩy, bọn họ là người của tôi, anh cũng đừng vươn tay giải quả. Hứa lão tam mỉm cười, không nói gì và đi về phía quầy ba. chương 693, đương nhiên là được. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong số những người đẹp mà Lê Văn Vân đã thấy trong nhiều năm qua, hai người phụ nữ này có thể được coi là một trong những người đẹp. Vẻ đẹp của họ không thua gì những người đẹp hàng đầu như Phạm Nhược Tuyết và Đỗ Tịch Tịch, tất nhiên về khí chất thì họ hoàn toàn khác nhau. Khí chất của Đỗ Tịch Tịch thuộc kiểu tinh quái, còn Phạm Nhược Tuyết thuộc về kiểu khí chất lạnh lùng. Hai người phụ nữ trước mặt hoàn toàn khác, mặc váy ôm sát, để hở ra rất nhiều da thịt, có vẻ như họ muốn phô hết ra ngoài vóc dáng của họ. Lê Văn Vân nhìn thấy hai người, không khỏi nuốt nước miếng nói: "Đến chỗ tôi, đến chỗ tôi." Như thể họ nghe thấy lời cầu nguyện của anh, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, hai người họ ngẩn ra một lúc, nói với nhau điều gì đó rồi nhanh chóng đi về phía Lê Văn Vân khi đi đến gần lê văn vân cả hai đứng lại một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ nhìn chằm chằm lê văn vân nhìn đi nhìn lại và nói giống giống quá cô gái kia có mái tóc đen thẳng rất dài dài đến thắt lưng lê văn vân có thể tưởng tượng nếu hai người ở trên giường người phụ nữ kia thì thảo nói anh đè lên tóc em rồi quả là một cảnh tượng khiến người ta thấy thú vị đương nhiên anh vẫn tươi cười hoan nghênh quý khách thật giống giống như đúc vậy Cô gái tóc đỏ lại nói: "Không thể nào là anh ấy, nếu là anh ấy thì sẽ không tới nơi này làm bồi bàn. Anh ấy đã bỏ đi 5 năm rồi, không thể nào quay lại đây được." Cô gái tóc đen thở dài nói. Cô gái tóc đỏ cau mày, cắn chặt răng, sau đó lấy ra hai tờ mệnh giá 100, nhìn Lê Văn Vân hỏi: "Tôi có thể sờ mặt anh được không?" Có vẻ cô ta là người được dạy dỗ đàng hoàng. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ dao động. Đánh giá cuộc trò chuyện giữa hai người, có vẻ như hai cô gái này đã quen biết anh năm năm quá giống những lời này khá là trùng hợp nhưng anh hoàn toàn không nhớ tới hai cô gái này nếu năm năm trước anh có quyến rũ với hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy nhất định lê văn vân sẽ ghi tạc trong lòng nhưng anh lại không biết sao hai người họ lại biết được mình mặc dù năm năm trước tại thành phố tội ác này lê văn vân rất nổi tiếng có điều những người đã từng nhìn thấy dáng vẻ của anh biết tên thật của anh cũng rất ít ỏi Ví dụ như sư tử nhỏ, việc biết tên Lê Văn Vân chỉ là một sự việc ngoài ý muốn. Lê Văn Vân cũng không vạch trần, đối mặt với yêu cầu vô lý của người phụ nữ sờ mặt lấy tiền này, đương nhiên anh sẽ đồng ý rồi. Anh mỉm cười, đương nhiên là được. Khi cô gái tóc đỏ nghe Lê Văn Vân nói thì hơi nhíu mày, quả nhiên anh không phải là anh ấy, nếu là anh ấy thì sẽ không đến chỗ này làm việc, lại càng không vì 200 mà chủ động cho tôi sờ mặt. Khí chất của anh ấy sẽ không phải loại này. Lê Văn Vân im lặng, không nói nên lời, y là cô đã hiểu lầm tôi rồi. chương 694, chừng này đủ chưa? Thấy Lê Văn Vân không nhúc nhích, cô gái cao mày, trả thêm 500 trên bàn rồi hỏi, chừng này đủ chưa? Hai mắt Lê Văn Vân hơi sáng lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc đỏ, cầm lấy từ 500 trong tay. Khi hai cô gái nhìn thấy bộ dạng này của Lê Văn Vân thì tỏ rõ vẻ chán ghét. À, nghe hai người nói chuyện, hình như hai người có quen một người trông rất giống tôi. Lê Văn Vân hỏi, giống y như anh, cô gái tóc đỏ chế nhạo, trông anh rất giống anh ấy mới đúng, người đó chính là số không của người gác đêm, người từng gây ra nỗi ám ảnh ở thành phố tội ác này. Anh ấy còn trẻ nhưng đã đứng thứ nhất địa bảng, sau đó chúng tôi đã nhìn thấy anh ấy trong thành phố tội ác đạt tới siêu cấp. Ngày hôm đó, tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó, từ giây phút ấy, tôi đã yêu anh ấy mất rồi đáng tiếc sau ngày hôm đó anh ấy đã rời khỏi nơi này. Nói đến đây, cô gái tóc dài thẳng liếc nhìn Lê Văn Vân với vẻ ghê tởm và nói, còn anh chỉ giống anh ấy mà thôi, với thân phận của anh ấy sẽ không bao giờ đến nơi này làm bồi bàn đâu. Lê Văn Vân vui mừng, đồng thời trong lòng cũng hơi buồn cười. Khi anh đột phá siêu cấp là đột phá trong trận chiến, lúc đó thành phố tội ác có rất ít người, đều là mấy lão đại. Từ góc độ này mà nói, thân phận của hai cô gái này hắn là không bình thường. Anh sững sờ nhìn hai người bọn họ, không ngờ ở thành phố tội ác mà anh còn có hai người đẹp đỉnh cấp hâm mộ. Đương nhiên anh cũng không nói toạc ra, bên kia đã hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm, nếu sự việc lan truyền ra thì rất có thể sẽ mang rắc rối đến cho anh. Anh ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái, từ từ, Lê Văn Vân cũng đã đoán được tên của họ. Cô gái tóc dài tháng này tên là Lâm Khả Hân và cô gái tóc đỏ được gọi là Chu Linh Linh. Chương 695, thật là lãng phí gương mặt này. Lê Văn Vân nói, nhìn thấy không, chính là tên đó, cao giáo đẹp trai, đúng chất trai bao. Cô tìm người như vậy làm bạn trai tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa người này yêu tiền hơn cả sinh mạng, chỉ cần các cô chu cấp cho anh ta đủ tiền thì anh ta sẽ đồng ý đi làm ngay. Hơn nữa các cô không cần lo lắng anh ta sẽ bị người kia đuổi giết, anh ta chính là một tên trùm chạy trốn đấy. Lâm Khả Hân nghi ngờ nhìn Lê Văn Vân hỏi, thật không đấy? Hay là chúng ta gọi anh ta qua đây hỏi chuyện xem? Không cần hỏi, hiện tại anh ta đang có khách rồi. Lê Văn Vân nói, tôi ở chung với anh ta, lúc về tôi sẽ nói dùm các cô cho, đương nhiên chuyện này có tính rủi ro cao, nếu các cô cho ít tiền quá thì anh ta sẽ không chịu đâu. Cô gái tóc đen dài nhìn Lê Văn Vân và nói thẳng, nếu anh ta đồng ý đóng giả bạn trai của tôi để gặp kẻ quấy rối kia thì tôi sẽ cho anh 5 vạn, nhưng nói trước là đi gặp kẻ quấy rối tôi đấy. Má ơi, năm vạn, cho dù kẻ quấy rối cô là ai thì tôi chắc chắn anh ta sẽ đồng ý, cô yên tâm đi." Lê Văn Vân nói. Cô gái tóc đỏ Chu Linh Linh nghi ngờ nhìn Lê Văn Vân, sau đó cười khẩy, "Khả Hân, thật ra tên này là tốt nhất." Nhìn anh ta gần giống hệt người đàn ông hồi đó, sẽ khiến tên kia sợ hãi, nhưng đáng tiếc là anh ta quá hèn nhát, không muốn đi. Trong khi nói những lời này, vẻ mặt của cô ta tràn đầy khinh thường và không nói nên lời, thật là lãng phí gương mặt này. Mặc dù trông giống nhau nhưng bọn họ lại không hề có cảm giác liên tưởng đến Lê Văn Vân của trước kia. Lê Văn Vân trước kia để lại cho họ ấn tượng về một sự trẻ trung, mạnh mẽ và cương quyết. Lê Văn Vân cũng không vạch trần mà chỉ cười nói, cứ quyết định như vậy nha, khi nào các cô đi thì tôi sẽ nói cho anh ta biết. Đương nhiên các cô cũng không thể quyết nợ được. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không thiếu năm vạn này đâu. Tôi mãi đi, anh kêu anh ta xin nghỉ phép. Lâm Khả Hân nói. Lê Văn Vân Cao Mày nói, lương của chúng tôi ở đây là 300 một ngày, lúc đó cô cũng phải bù lại tiền công đã mất đấy. Hai người phụ nữ không nói nên lời, họ đồng thời liếc nhìn Lê Văn Vân và Lâm Khả Hân nói, tôi sẽ thêm một nghìn nữa, được chưa? Tất nhiên, tôi muốn nói rõ rằng người quấy rối tôi tên là Nato, là con trai của thủ lĩnh có thể lực lớn nhất ở khu Tây, mấy người phải chuẩn bị tâm lý, nếu anh ta không muốn cũng không sao. Không thành vấn đề, Lê Văn Vân cười khà khà. Cách đó không xa, đương nhiên Cố Bạch không biết mình bị Lê Văn Văn bản đến nỗi không còn một manh quần, anh ta còn đang liếc mắt đưa tình với một người phụ nữ trên bàn với nụ cười quyến rũ trên môi. Tên này ra mặt dày lại đẹp trai nên là một tay sát gái chuyên nghiệp. Đương nhiên cho dù là kiểu phụ nữ nào cũng đều thích trò chuyện vài câu với những người đàn ông đẹp trai. Audio điện tử võ tấn bền. chương 696, chết tiệt, không biết bọn họ sống ở đâu. Sau ba vòng uống rượu, chu Linh Linh đã hơi say, cô ta ôm lấy khuôn mặt Lê Văn Vân nhìn với ánh mắt đáng tiếc nói, tại sao anh lại giống hệt anh ấy thế? Anh biết không, 5 năm trước, vào khoảnh khắc anh ấy mỉm cười kia, tôi đã yêu anh ấy mất rồi. Đáng tiếc là tôi đã đợi 5 năm mà vẫn không thể gặp lại anh ấy. Lê Văn Vân khinh thường, mẹ ơi, mới nhìn thoáng qua mà đã yêu rồi à. Phụ nữ ở thành phố này thực sự đều không biết kiềm chế và quá tảo bạo. E hèm, à, tôi bán nghệ chứ không bán thân. Lê Văn Vân vội hắng giọng nói. Chu Linh Linh nghe Lê Văn Vân nói thì trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Cô ta lại lấy ra tờ 200 khác ném cho Lê Văn Vân nói, từ nay về sau, anh không được phép nói chuyện. Nếu anh không mở miệng thì tôi còn có thể nhìn thấy bóng dáng của anh ấy, anh vừa lên tiếng là bầu không khí hoàn toàn bị phá hủy rồi. Bên cạnh anh, Lâm Khả Hân không khỏi mỉm cười. Lê Văn Vân. Cùng lúc đó, phía sau Lê Văn Vân, trong một chiếc bàn khác, tiếng nói chuyện rôm giả của mấy người cũng thu hút sự chú ý của Lê Văn Vân. Mặc dù quán bà rất ồn ào và Lê Văn Vân đã mất đi chân khí những năm giác quan vẫn ở mức độ cao như cũ, chỉ cần anh chú ý thì trong môi trường ồn ào này vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ một người nói con mẹ nó thật là xui xẻo độc thủ hội của chúng ta trong vòng ba con phố này đây là lần đầu tiên bị như thế mẹ kiếp hai con đàn bà đó sớm hay muộn ông đây cũng phải đập chúng một lần nghe vậy lê văn vân không thể không tập trung anh cũng đừng nghĩ nữa đó là người phụ nữ mà lão đại của chúng ta thích chết tiệt anh đừng nói nha tôi chưa thấy cô gái nào đẹp như vậy ở trong thành phố tội ác này một người khác nói tôi đoán lão đại cũng chịu không được đâu quả thực loại phụ nữ này hại nước hại dân, lão đại nhìn thấy sẽ động lòng cho xem. Chết tiệt, không biết bọn họ sống ở đâu. Sáu người hùng hổ vừa nói vừa chửi. Lê Văn Vân biết rằng những người này chính là những người bị Phạm Nhược Tuyết và Trương Văn Hà đánh vào buổi chiều này. Lê Văn Vân hơi nheo mắt lại, bọn họ và độc thủ hội không thể nào là người tốt được. Rốt cuộc bọn họ ở đây để thu phí bảo kê đám người Lê Văn Vân chưa bao giờ có thói quen đóng phí bảo kê cho nên xung đột là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đôi mắt anh nheo lại, một tia lạnh lùng xẹt qua trong mắt. chương 697, buổi tối ngủ với tôi đi. Dường như Chu Linh Linh đã say, cô ta dựa vào người của Lê Văn Vân, líu díu nói, buổi tối ở với tôi, tôi sẽ cho anh 5 ngàn. Lâm Khả Hân hơi sửng sốt, vội vàng nói, Linh Linh, cậu điên rồi, người này chỉ giống anh ấy thôi chứ không phải anh ấy anh ta không phải là số không cậu lại muốn đưa anh ta về ngủ tớ mặc kệ nhìn giống nhau là được tớ sẽ tưởng tượng là anh ấy chu linh linh nói xong sau đó vòng tay qua cổ lê văn vân thở ra một làn hơi nhẹ về với em nha trái tim lê văn vân cũng đập dữ dội một người đẹp thế này lại đưa ra yêu cầu như thế con mẹ nó ai mà chịu được anh thở dài một hơi và nói à người đẹp tôi xin lỗi tôi chỉ phục vụ chứ không bán thân tất nhiên, nếu cô bảo tôi đi với cô mà không đưa tôi tiền thì có lẽ tôi rất vui. Lâm Khả Hân hơi sửng sốt, cô ta phát hiện Lê Văn Vân thật kỳ quái. Có vẻ Lê Văn Vân rất thích tiền, lúc nãy họ đưa tiền bầu hơ cho Lê Văn Vân có thể nhận ra điều đó. Thế nhưng bây giờ họ đưa cho Lê Văn Vân 5 ngàn, hơn nữa ý tứ của Chu Linh Linh rất rõ, là trả tiền thù lao để Lê Văn Vân ngủ với cô ta. Đây chính là người đẹp cao cấp đấy, cho dù là khuôn mặt hay vóc dáng đều thể nhưng lê văn vân lại từ chối nói rằng anh sẽ sẵn lòng nếu không đưa tiền chu linh linh bĩu môi nói một vạn không đi tôi không phải loại người như vậy lê văn vân vội nói hai vạn chu linh linh lại nói xin hãy tôn trọng tôi lê văn vân nói lê văn vân có giới hạn của riêng mình nếu không trả tiền thì chỉ coi như hẹn hò sau đó mọi người không ai chịu trách nhiệm với ai cả thật ra như vậy đối với anh lại chẳng có chuyện gì nhưng đây là cô ta lấy tiền đập vào mặt, đây không phải là bán anh sao? Trong lòng anh tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện như vậy. Hừ, Chu Linh Linh lấy một nắm tiền từ trong túi sách của cô ta rồi nhét vào trong túi Lê Văn Vân, mắng tôi cho anh tiền, đi với tôi, tôi cho anh 5 vạn. Buổi tối ngủ với tôi, cô ta không biết mình đã lấy ra bao nhiêu tiền, lúc này rất nhiều người cũng nhìn sang, khi nghe thấy yêu cầu vô lý của Chu Linh Linh, mọi người đều nhìn Lê Văn Vân với vẻ ghen tị nhưng khi nghe lê văn vân từ chối họ lại thở phào ôi dù sao cũng là con gái của chu bằng nên đúng là người bình thường không dám đi tuy rằng là chu linh linh chủ động nhưng với tính cách của chu bằng đối với loại người không có xuất thân như anh ta sẽ không chịu nổi lửa giận của ông ta đúng vậy nhưng nếu chu linh linh kêu tôi tôi có thể ở bên cô ta cả đêm thì dù chết cũng đáng lâm khả hân nhìn bộ dạng say khướt của chu linh linh vội vàng nói linh linh cậu đừng nói nữa có thấy mất mặt hay không hả? Đi theo tớ đi." Sau khi nói xong, cô ta nói với Lê Văn Vân, "Mau giúp tôi đưa cô ấy ra ngoài." Đây cũng là một trong những công việc của Lê Văn Vân, khách hàng yêu cầu dìu họ ra ngoài thì anh phải làm, đương nhiên anh không chịu trách nhiệm khi đi ra khỏi quán, đây cũng là một quy định của quán Ba Dạ Sắc. Lê Văn Vân cẩn thận nhét tiền mà Chu Linh Linh đã đưa cho anh vào trong túi, hắng giọng rồi sau đó cùng Lâm Khả Hân đưa Chu Linh Linh đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Chu Linh Linh còn kéo quần áo của Lê Văn Vân nói, "Buổi tối ngủ với tôi đi." Chương 698 chắc là cướp được từ chỗ người chăn nuôi. Anh quay lại quán bar, bên trong hai bàn còn lại vẫn đang uống rượu. Mấy tên của độc thủ hội cũng không có ý định sẽ bơ vơ tiền, bọn họ uống rất nhiều nhưng chưa ai say cả. Sau khi uống đủ đồ thì họ bèn tính tiền rồi bỏ đi. Bàn bên kia có hai người đàn ông, khi đến nơi họ gọi hai người phụ nữ đến uống rượu cùng là một quán bar ở thành phố tội ác, các cô gái đến uống rượu cùng là tiêu chuẩn của mỗi quản. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều gọi là được, nhiều người vẫn thích cặp kè với các cô gái khác trên sàn nhảy. Loại tiếp rượu này quá chuyên nghiệp và không đáp ứng được sở thích của một số người. Người ở bàn này, đương nhiên Lê Văn Vân cũng không nhận được tiền Bower, tiền Bower đều vào túi quần của hai người phụ nữ tiếp rượu kia. Mẹ nó, dành mối làm ăn à, Lê Văn Vân thầm mắng hai ba giờ sáng, quán ba bắt đầu từ từ trở nên vắng vẻ, Lê Văn Vân dọn dẹp đồ đạc rồi đi gặp Trần Ngôn Thông để nhận tiền lương hôm nay. Ngày hôm qua bị đánh, Trần Ngôn Thông đã ngoan ngoãn hơn, anh ta không dám nói gì mà đưa mỗi người một trăm rưỡi. Mặc dù Lê Văn Vân kiếm được nhiều tiền hơn, anh ta vẫn ghen tị, nhưng không dám nói ra. Sau khi lãnh tiền và thay quần áo, họ bước ra khỏi quán ba. Vào ngày hôm nay, Lê Văn Vân vẫn kiếm được nhiều nhất, trong khi Lý Thu thật thảm, chỉ nhận được 50 đồng tiền bâu ơ, trong khi Cố Bạch nhận được gần 300. Loại người đưa nhiều tiền bâu ơ chỉ có thể vô tình gặp gỡ chứ không thể cầu gặp được, vẫn là Lê Văn Vân may mắn. Nhưng họ vẫn kiếm được 4.300, chỉ ít hơn so với ngày hôm qua một ít. Sau khi ra ngoài, Lại Tuấn vẫn đang đợi họ ở đó, sau khi lên xe, lần này Lại Tuấn không chủ động hỏi Lê Văn Vân về thu hoạch của họ nữa, giống như có nỗi sợ tâm lý vậy đám người Lê Văn Vân cũng chủ động không đề cập đến chuyện đó. Về đến nhà, họ chỉ đi tắm và về phòng ngủ. Khi cả ba thức dậy thì trời đã trưa, lại tuấn ra chỗ rìa chờ một xe đồ ăn về, vì có đám người Lê Văn Vân nên mua được rất nhiều đồ ăn ngon. Tất nhiên, Lê Văn Vân đã nói với Cố Bạch về chuyện của Lâm Khả Hân và anh ta đồng ý. Ngay lập tức, không chỉ là vấn đề tiền bạc mà theo ý của anh ta thì vì một người đẹp như vậy mà sông pha trận mặc cũng không chối từ. Đến buổi chiều, Lý Thu vẫn đến chỗ đã hẹn với Ngao Húc để xem xét, phát hiện Ngao Húc không nhắn lại nên vẫn chưa có tin tức gì của Doãn Thị Đan. Cố Bạch cũng đi dạo khu đông một vòng, đồng thời nghe ngóng tin tức của đám Khương Vĩ. Về vấn đề đi đến khách sạn Fest, Lê Văn Vân đã bỏ qua sau khi tìm thấy Liễu Ngọc Anh không biết bên phía đem tìm ai đến, nếu là đỉnh cấp thì họ còn nắm chắc sẽ đối phó được, nếu là người trong thiên bảng thì sự việc phiền phức rồi. Đây là lý do tại sao Lê Văn Vân luôn giữ thái độ khiêm tốn, không biết đem đã đưa tới loại người nào để đối phó với mình. Vào khoảng 6 giờ chiều, Lại Tuấn và vợ đi giao đồ ăn xong đã trở về nhà, Lại Tuấn tìm Lê Văn Vân và nói, người của độc thủ hội đã đến thu tiền rồi, mọi người đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Lê Văn Vân gật đầu nói, "Ừ, chuẩn bị đủ rồi." "Để Phạm Nhược Tuyết và Liễu Ngọc trốn trên lầu, đừng để họ xuống." Những người này nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp như vậy nhất định sẽ ra tay, lại tuấn dặn dò. Thực ra ba cô gái họ đã ở trên lầu rồi. Chương 699 lúc này đã quá hoảng sợ. Ông ta ném con dao lên bàn, sau đó nhìn đám người Lê Văn Vân và nói, những người này là. Ba người Lê Văn Vân đang ngồi đó, vẻ mặt khá bình tĩnh, nhưng lại tuấn đã vội vàng giới thiệu, họ là người mới đến, anh biết đấy, vợ tôi là người tốt bụng hôm trước gặp họ đã kéo họ về nhà, hiện tại họ đang làm việc trong quán ba giả dạ sắc. Sau đó, ông ta nói với đám người Lê Văn Vân, nhanh lên, đây là bành mãnh, anh mãnh. Anh mãnh, ba người Lê Văn Vân vội vàng nói. Bành mãnh nhìn đám người Lê Văn Vân một lúc rồi khẽ cười, người mới hả, nói rõ quy củ. Cho họ nghe chưa, nếu ở bên này thì mỗi người 500, tất cả có bao nhiêu người. Tổng cộng có 6 người, Lê Văn Vân nói. Lại Tuấn nói nhanh, ba người còn lại vẫn chưa thích nghi với thời tiết, đang bị dị ứng ở trên lầu ấy, nhưng chúng tôi vẫn đóng phí đầy đủ. Anh Mãnh, anh biết đấy, tôi là người lương thiên, chỉ muốn sống một cuộc sống ổn định. Ba người bọn họ là phụ nữ hả, đẹp không? Bành Mãnh cười nửa miệng hỏi. Lúc này trong phòng bếp có người đi ra, từ trong bếp bưng ra rất nhiều nước, cái này là do ngày hôm qua Phạm Nhược Tuyết đã mua cho vào tủ lạnh thậm chí anh ta còn xách miếng thịt bò mà Phạm Nhược Tuyết đã mua ra, vừa đi vừa nói, lão lại, bây giờ sống tốt quá nhi, bên trong tủ lạnh toàn là thịt, còn ăn cả loại thịt bò cao cấp này nữa. Anh ta ném cho mỗi người một chai nước đã rồi hỏi, sao còn đứng ngây ra đó, gọi cả ba cô gái xuống đây đi, anh mãnh của chúng ta vẫn chưa có vợ đấy, không biết à? Còn muốn sống. Đây nữa hay không? Vẻ mặt của Lại Tuấn hơi thay đổi ông ta nhìn về phía đám người Lê Văn Vân thấy họ vẫn khá bình tĩnh, ông ta không dám chống lại bành mẽnh nên nói với lên lầu, bác sĩ Phạm, người thu tiền muốn gặp các cô. Phạm Nhược Tuyết xứng sờ một lúc, sau đó gật đầu nói, được, chúng tôi sẽ xuống ngay lập tức. Ba cô gái bước xuống lầu, khi họ nhìn thấy Phạm Nhược Tuyết và Liễu Ngọc thì đều sáng mắt lên. Rõ ràng bọn họ không phải đám người bị Phạm Nhược Tuyết đánh vào ngày hôm qua, họ không nhận ra Phạm Nhược Tuyết nên lúc này hoàn toàn nhìn thẳng mặt họ kiểu phụ nữ này, ở thành phố tội ác là kiểu phụ nữ đại ca. Anh Mãnh, nếu đưa hai cô gái này về cho lão đại, nhất định sẽ được thưởng đấy. Tên đàn ông lấy nước từ trong bếp ra nuốt nước miếng nói. Bành Mãnh cũng nuốt nước miếng, liếm môi, nhìn lại Tuấn nói, chật chật chật, lão lại, trước kia tôi cứ tưởng ông là người thành thật, bây giờ mới biết ông dám gạt tôi. Đây chẳng phải là kim ốc tàng kiều à. Lão lại tái mặt, ông ta muốn giải thích gì đó nhưng phát hiện không mở miệng được, lúc này đã quá hoảng sợ. Trong lòng ông ta cũng thấy hối hận vì đã thu nhận đám người Lê Văn Vân. Ông ta nhìn đám người Lê Văn Vân thấy vẻ mặt của ba người họ vẫn rất bình tĩnh, lúc này lòng càng trùng xuống. Đám người Lê Văn Vân bình tĩnh như vậy, chắc chắn không chịu chắp tay dâng phạm nhược tuyết cho bọn người kia. Nộp tiền ra đây, sau đó tôi sẽ đưa ba cô gái này về, không thành vấn đề chứ. Bành mãnh cười hỏi. Lại Tuấn không dám nói nữa, run rẩy đưa ra 1.500. Trong phòng bếp, Chu Linh nghe thấy vậy thì vội vàng chạy ra nói, anh Mãnh, đây đều là mấy cô gái tốt, bọn họ vừa mới đến đây, sống cũng không dễ dàng gì. Anh hãy mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, coi như chưa nhìn thấy họ đi, tôi cầu xin anh. Bành Mãnh đẩy Chu Linh ra. Lê Văn Vân nhíu mày, Chu Linh quỳ xuống đất nói, anh Mãnh, tôi cầu xin anh, chúng ta quen nhau lâu như vậy, xin anh hãy nể mà tối đi mà, người như bà mà đòi mặt mũi cái quái gì bành mãnh giếu cợt nhìn chu linh đang quỳ trên mặt đất đầy khinh thường sau đó đưa tay ra bắt phạm nhược tuyết bốp lúc này lê văn vân giơ tay lên nắm lấy tay bành mãnh khóe miệng khẽ nhếch lên tôi cho mấy người động vào chưa bành mãnh nheo mắt khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm nhìn lại tuấn nói lại tuấn hình như người mới mà ông thu nhận không hiểu chuyện lắm nhỉ sau đó ông ta nhìn lê văn vân và nói vậy thì tôi đây sẽ dạy cho mấy người quy tắc của thành phố tội ác. Vừa nói, mấy người trong số họ đã vây quanh lại. Ken, chương 700 đây rõ ràng là nguồn thu từ mấy triệu đến hơn chục triệu. Lê Văn Vân không biết phải hình dung thế nào nữa. Lúc này, trên gương mặt anh là nụ cười khẩy như băng, ánh mắt nhìn thẳng vào mấy tên độc thủ hội trước mặt, cười khẽ rồi nói, ra tay đi. Hửm, vẻ mặt bành mãnh hơi đổi. Vẻ mặt của những người còn lại cũng hơi biến đổi, lại tuấn với sắc mặt khẽ biến, nói, Lê Văn Vân, các người tỉnh táo lại một chút đi, đừng. Chú lại, nếu đã ra tay, chúng tôi tất nhiên sẽ đảm bảo sự an toàn của các người. Lê Văn Vân cười, nói với ông ta. Vẻ mặt bành mãnh trở nên u ám, nói, mấy người là người mới, còn chúng tôi là người của độc thủ hội. Chú mày nghĩ cho kỹ đi, lão đại của chúng tôi là cường giả định cấp, cấp trên của chúng tôi. Quan tâm ông ta con mẹ nó là ai? Ngay lúc này, Cố Bạch xem thấy thằng Watt trong phòng diễu võ dương oai đến mức không nhịn nổi nữa, nhào thẳng về phía ông ta. Trên thực tế, Bành Mãnh cũng chỉ là một tên đại ca bé bé ở độc thủ hội, bản thân ông ta cũng đạt tiêu chuẩn khoảng trung cấp, ông ta cũng muốn phản kháng. Nhưng trong nháy mắt đó, ông ta phát hiện mình hoàn toàn không thể phản kháng được, toàn thân bị tên Cố Bạch kia tóm lấy, lôi ra ngoài cửa. Quỳnh! Cả người Bành Mãnh bị ném bay ra ngoài, trong lúc đang rơi xuống, Cố Bạch bất giờ giơ chân lên, sau đó đột nhiên ép xuống anh ta dám lên lồng ngực bành mãnh đạp chân lên lồng ngực ông ta từ khi còn giữa không trung đến khi rơi thẳng xuống đất phịch toàn thân bành mãnh bị dẫm nằm trên mặt đất phát ra một tiếng phịch ông ta cảm giác như xương cốt trong khoang ngực của mình không biết đã gãy mất mấy cây đau đớn mãnh liệt khiến ông ta lập tức hôn mê bất tỉnh phía sau mấy người kia hoàn toàn kinh sợ đến ngây người anh mãnh mấy người khác vội vàng nhào đến là các người chạy tới chỗ bọn tôi trước mà. Ban đầu bọn tôi cũng không định gây chuyện, định đưa phí bảo kê rồi coi như xong, nhưng mấy người lại dám đòi người của bọn tôi à. Bác sĩ Phạm Chính là vảy ngược của đại ca bọn tôi đấy. Cố bạch quay đầu nhìn bọn họ. Sau đó, anh ta cử động người, xông về phía mấy người còn lại. Chỉ trong chớp mắt, anh ta cứ như sói lạc vào bầy dê. Mấy người này đâu phải là đối thủ của cố bạch, chỉ sau năm ba chiều, ở trước cửa quán đã có 5 người nằm chồng thành đống lên nhau. Mà người ra tay cũng chỉ có mỗi mình cố bạch mà thôi. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Người vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ như thế còn có lại Tuấn. Ông ta kinh ngạc vì mấy người Lê Văn Vân lại ghê gớm đến thế, ông ta sợ hãi vì bây giờ mà ra tay với độc thủ hội, điều đó có nghĩa sau này độc thủ hội cứ đến gây phiền phức cho bọn họ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 700.